Hello, xin chào các bạn. Quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chế một con xe mới nha. Các bạn có biết có một cái con xe chuyên để kéo cái khẩu pháo đấy, khẩu súng ấy. Mình sẽ làm con xe đấy nhé các bạn nhé. Thì con xe mình bắt đầu mình làm này, sửa cái này. Mình sẽ tạo ra một con ô tô 4 bánh trước này. Ô tô 4 bánh này. Sau đó là kéo này, kéo cái con xe đằng sau ấy. Đấy, kiểu như thế này. Mình nghĩ là phải làm vậy cái này nhiều quá. Đó. À không, mình thêm cái này vào. Cắm nó sẽ thẳng như thế này. Ủa, nó mới cục cái thẳng không được. Cắm được một thằng đấy nhỉ. Chắc mình phải chế cái khác này. Sẽ lấy cái que khác, công cụ này. Còn một cái que xem nó đâu nhỉ. Cái như cái chạc đâu rồi. Cái này có được không nhỉ? Này chắc không được rồi. Đấy, được đấy, được. Đó, đó, ai được đấy. Đấy, cây súng. Mình phá đi. Đó. Đấy, trông như cây súng luôn. Để mình thêm cái bánh xe nhé. Để cho cái ghế vào đây này, máy vào sau này. Đó. Bánh xe ở sau tiếp này. Đây chỉ có một cái bánh xe thôi. Đó, con xe kéo pháo. Chết. Mình sẽ lấy thêm một cái cần gạt ở đây, cần gạt mình có rồi. Cần gạt vào đây nhá. Đó. Rồi mình kết nối cái cần gạt này, mấy cái pháo này. Cái pháo này, mấy cái Đấy. Đó, xong rồi bạn nhé. Xong rồi. Rồi mình ra mình build con xe nữa này. Mình thử nha bạn nha. Xe kéo pháo rất là chất. Đó, bạn nhìn con xe kìa. Chất chưa? Bạn nhìn này, sai. Nó chất, kéo con xe đằng sau đi. Được. Mình sẽ đi thử và bắn thử thôi nha. Đấy, mình chưa đi này. À quên, mình chưa cho pháo vào. Mình lấy đạn đã. Đây rồi. Đấy. Rồi thì lên xe nha nha. Đấy, xe kéo pháo. Được. Đấy, bị được rồi đấy. Bắn này. Đấy. Đấy. Ôi xuống hố. Xe này hơi khó cua vậy. Bắn này. Đấy, mình có hai cái chỗ bắn nhé, một bắn đây. Bạn thấy không? Sợ. Bắn này, đấy, bạn thấy chất chưa? Bắn này. Đấy. Có xe kéo pháo cực chất. Đó, bạn thấy chưa? Mình lưu lại bức ảnh. Đó, thế là mình chế xong cái con xe kéo pháo rồi bạn nha. À, bạn thấy video của mình hay cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để nhận cái video lần sau các bạn nha. Tạm biệt các bạn, lần sau mình sẽ chế cái mới. Tạm biệt các bạn nha.